hí anh em, mình đang cầm Vsmart Aris bắn Call of Duty ở ở rank huyền thoại này. Từ hôm nay thì mình sẽ test chi tiết hiệu năng về cái chiếc máy này cho anh em, nhưng mà trước tiên thì đấy, test hiệu năng là phải chơi game đó, mời anh em cùng thưởng thức xem là cái máy này chơi Call of Duty của mình như thế nào nhé. A few moments later. Đó anh em thấy, cái gì đấy, ôi nó chém anh bằng dìu ạ, vãi trưởng mày cái rank này, vãi. Xin chào anh em, gần đây chúng ta đã có những cái chiếc máy với những con chip cực kỳ mới như là Snapdragon 732G, rồi lại cũng có một số những cái mẫu máy mới nhưng mà chip cũ như kiểu là Realme với cả là Snapdragon 720G. Và bây giờ thì chúng ta cũng có một cái mẫu máy khác tầm giá đó, Vsmart Aris chạy con chip Snapdragon 730. Vậy thì trong video hôm nay hãy để mình làm rõ cho anh em cái sự khác biệt giữa Snapdragon 732G và 730 là cái gì, giải mã hiệu năng con chip Snapdragon 730 trên cái chiếc Vsmart Aris này ở thời điểm năm 2020, để xem rằng là một cái con chip bây giờ nó cũng hơn một năm tuổi rồi đấy, anh em sẽ dùng nó vào được những cái việc gì, và với mức giá hiện tại của nó thì anh em nên mua để làm cái gì thì ok hơn. Hôm trước mình có làm cái video về chiếc Poco X3 á, thì anh em hay comment là cái con chip Snapdragon 732G này nó khác gì so với cả 730G, nó khác gì so với 730. Thì chính xác hơn, ngày xưa mình nhớ Phong đã làm một video so sánh 730G và 730 rồi, cơ bản nó như kiểu là yệt nhau á. Cái con chip 730G nó chỉ là tối ưu lại cho game, tức là còn phải tùy thuộc vào tùy tựa game hay là sự tối ưu như thế nào của hãng, còn thông số nó thì chỉ hơn chưa đến 10%. Còn với con chip Snapdragon 732G mới hơn, vừa mới ra mắt, thì về kiến trúc hay về số nhân nó vẫn giữ y hệt. Nó chỉ là cái CPU Creo 470 ép zoom lên 100MHz và cái nhân Adreno 618 thì tăng lên là 15% hiệu năng. Đấy là về cái thông số xung của hãng. Còn hiệu năng thực tế ra sao? Thì mình thấy rằng nó cũng không khác biệt gì mấy so với cả Snapdragon 730 ở trên chiếc Vsmart Aris này. Thì anh em hoàn toàn có thể tự tin lựa chọn những giữa những mẫu máy như là Snapdragon 730, 730G hay 732G, nó không khác biệt gì nhau về mặt thông số hiệu năng của con chip cả. Nhưng mà quan trọng ấy, chi tiết là với con chip đấy trên chiếc máy này sẽ ra sao. Mình vừa tham khảo tại Cellphone Edge thì mức giá khi các bạn nhận đặt hàng trước từ 25 đến 27 tháng 9, sau khi trừ hết các phần quà, trừ quà tai nghe đi, thì giá của nó là 6,5 triệu. Thì với con chip Snapdragon 730, mình đánh giá đây là một cái combo lựa chọn nó xứng đáng với cái phân khúc hàng chính hãng. Nhưng mà quan trọng là con chip hiệu năng nó sẽ ra sao. Thì mình lại đúng test đúng chuẩn của Relab thôi. Đấy là mình đã test với những tựa game như là PUBG Mobile, Liên Quân Mobile, Call of Duty Mobile. Mình có test hiệu năng theo những cái bài benchmark như là AnTuTu, như là Geekbench hay là 3DMark. Tất nhiên benchmark thì để làm tham khảo thôi. Về là cái sự tối ưu giữa giao diện và cái phần cứng là như thế nào. Bởi vì nhiều ông giao diện tối ưu vớ vẩn lắm, chip rõ khỏe mà mở app rõ lâu. Đấy, thì đi vào chi tiết này. Đầu tiên, với tựa game PUBG Mobile, cái tựa game này thì hiện tại mới cập nhật lên một cái phiên bản mới, giao diện các thứ thì đẹp hơn nhưng mà nó vẫn giữ những cái tinh thần cũ, đấy là nó tối ưu và nó hạn chế hiệu năng tương đối là tốt với các cái con chip. Ví dụ là với con chip Snapdragon 730 trên cái chiếc Vsmart Aris này chỉ bật được lên là 40fps ở mức đồ họa mượt hoặc là HD 30fps là cao. Thì ở tất cả các mức đồ họa này các bạn có thể thấy cái giải FPS nó mượt mà, kể cả khi về lâu về dài, sau khoảng 10 phút rồi mình còn ít người thôi, mình đi ra đồng, mình giơ scope lên bắn hay là làm các thao tác nó khó khăn một chút thì nó cũng không có vấn đề gì cả, bởi vì nhắc lại một lần nữa, tựa game này nó tối ưu rồi. Nhưng mà nhiều anh em chơi cho nên là mình vẫn muốn test để cho anh em biết là cái hiệu năng nó ra sao, đúng không? Tựa game thứ hai mình muốn test đó chính là Liên Quân Mobile. Lại một lần nữa là một tựa game rất là nhẹ nhàng và nó không có nhiều cái giá trị để mà gọi là benchmark hay là test lắm. Nhưng mà lại một lần nữa là nhiều anh em chơi, nhiều anh em yêu cầu thì mình cũng muốn làm cho anh em. Thì mình đã có bật bóng này, bật FPS cao, bật tất cả các mức setting lên cao nhất có thể ở trên con chip này. Thì kể cả khi mình chơi 10vs10 đến tận cuối game, rất nhiều skill tung ra hay rất nhiều những cái kỹ năng và rất nhiều người đánh nhau một lúc thì FPS nó cũng không có hiện tượng là bị drop, bị giật gì cả. Cùng lắm chỉ là nó giật giật mà nó tụt xuống kiểu xuống 55 lên 60. Thế là hoàn toàn bình thường và cái trải nghiệm của nó vút chạm trên cái màn hình này của mình nó không có vấn đề gì cả. Còn cuối cùng với tựa game Call of Duty thì mình nghĩ đây là một tựa game nó ổn hơn về việc benchmark hay là test kết quả cho anh em. Bởi vì nhiều anh em chơi nó cũng có nhiều mức setting và nó cũng không hẳn là quá tối ưu hay là hạn chế hiệu năng lại của con chip này. Thì bây giờ anh em xem mình chơi cái tựa game này như thế nào nhá. Bản rank huyền thoại ấy. Thực ra là với cái tựa game Call of Duty Mobile này mình thấy nó tối ưu hiệu năng hay phết. Đấy là nó không có những cái mức hạn mức gì cho CPU hay GPU cả. Tùy chip mà anh em khỏe anh em có thể chơi được cao. Còn như chip yếu hay là chip tầm trung như 730 trên con này thì anh em chỉ có thể trải nghiệm ở một số mức FPS thôi.
Đấy, anh em thấy lúc nãy mình bắn chả có hiện tượng giật lag gì đúng không? Đây, mình đang bật setting ở mức cao nhất có thể của máy là không bật được là cao và tối đa. Đấy, để cho nó mượt mà một tí, mình ưu tiên về cái FPS hơn. Ui, bị giật một phát rồi. Đó anh em thấy. Cái gì đấy? Ui, nó chém anh bằng dìu ạ, vãi trưởng, vãi cái rank này. Vãi. Tiểu lý phi đao không bằng mẹ tao phi dép. Cái cảm giác vút chạm của mình trên màn hình này thì nó khá là ok, nó không bị lỗi hay là bị có một cái độ khựng gì như những cái máy giá rẻ cả. Nhưng mà mình cảm giác là có thể do con chip này nó làm sao ấy, cho nên là mọi thứ nó phản hồi hơi chậm một tí. Anh em thấy mình trượt rồi nhảy rồi bắn những cái khẩu, gọi là khẩu này khẩu gì? Súng đặc biệt thôi, mình chỉ biết tên là như thế. Thì nó cũng không có nhiều hiện tượng giật lag gì lắm. Ui phun lửa này, đó. Kể cả khi mình nhảy mình bắn rồi rất nhiều người cùng dùng những cái kỹ năng đặc biệt một lúc, nó cũng không có hiện tượng drop FPS nhiều gì cả. Thì sau khi trải nghiệm cái game này đến tận bây giờ rồi mà không có hiện tượng tụt sung hay là bị giảm FPS thì mình đánh giá khá cao cái chiếc máy này đấy. Thì đó là ba cái tựa game mình test thực tế cho anh em. Nói chung là cái trải nghiệm của mình về con chip Snapdragon 730 trên cái thân máy của Vsmart Aris nó không có vấn đề nhiều lắm. Tại sao? Bởi vì đây là một chiếc máy có mặt lưng kính nhám, có viền kim loại, không biết viền thép hay không, có viền kim loại, do đó thì cái khả năng tản nhiệt của nó mình đánh giá là tốt. Tuy nhiên cái trải nghiệm sử dụng của mình khi chơi game thì nó cũng có một chút vấn đề, bởi vì thân máy nhỏ, cái điểm tỏa nhiệt của con chip nó tương đối lớn, bao trùm với cụm camera này, do đó khi mình cầm ngang tay thì mình khá là khó chịu khi mà cái ngón tay cứ bị chạm vào viền, rất là nóng. Nhiệt độ mặt lưng cũng như mặt trước của máy sau một thời gian chơi như vậy thì trong phòng điều hòa khoảng 28 độ C nó đạt tối đa chỉ là khoảng 41 cho tới 42 độ thôi, nhưng mà như mình đã nói đấy, cái phần viền nó bị nóng hơn so với những cái máy khung nhựa khác, do đó nó có ảnh hưởng đôi chút. Tiếp theo thì mình sẽ test đến những cái bài benchmark thì thôi để điểm tham khảo cho anh em thôi chứ còn năm bao nhiêu rồi còn mấy ông tin benchmark. Thực ra cái VOS 3.0 trên chiếc máy này, ngay hôm đầu tiên mình làm review trên tay cho anh em ấy, mình đã có đề cập một vấn đề, đấy là nó bị giật. Không hiểu tại sao, máy vừa mới mở lên đang còn mới tinh, update các thứ lên mà chỉ cần vuốt ở trên UI này nó vẫn bị khựng và nó bị giật, mà nó bị gọi là rất là khó chịu và cáu. Thì sau đấy mình kiểm tra tất cả các bản cập nhật, mình reset vài lần xong rồi mình nói chung là dùng được 1-2 ngày thì có vẻ là cái máy nó không biết là nó tối ưu nền hay nó có một cái sự gì xảy ra, mà bây giờ thì cái trải nghiệm vuốt chạm ở trên màn hình của mình nó ok hơn, nó đúng với cả cái VOS 3.0 mà mình hay review cho anh em là nó mượt vãi trưởng ấy. Đấy, rồi hôm nay thì mình đã chia sẻ cho anh em những cái đánh giá của mình về cái hiệu năng của con chip Snapdragon 730 trên cái chiếc máy này, cũng như là một số sự so sánh giữa 730, 732G hay là 730G ở thời điểm hiện tại. Còn hiện tại mình có thể đưa ra cho anh em một cái lời khuyên như thế này: anh em mua máy chính hãng ở phân khúc từ 5 đến 6 triệu đổ lên thì bất kỳ một con chip Snapdragon đầu 7 nào nó đều có những cái hiệu năng nó không quá khác biệt nhau và nó sẽ đáp ứng được đầy đủ cho anh em những nhu cầu mà mình đã chia sẻ đấy. Còn nếu anh em muốn nó khỏe, muốn nó mạnh, muốn nó hơn hẳn thì chỉ có lên chip đầu 8 hoặc là mấy cái con khác thôi, chứ anh em đừng mong chờ gì 732 nó hơn 730 hay này này lọ lọ chai, sung hơn có 0.1GHz thôi mà, thì làm sao mà tạo ra nhiều sự khác biệt được. Còn ở thời điểm hiện tại thì đấy, 730 trên Vsmart Aris không có vấn đề gì hết, cho nên anh em đừng có lo về hiệu năng của con máy này. Nếu anh em quan tâm tới cái máy này thì hãy tham khảo link ở dưới phần mô tả video tại Cellphone X. Nhận hàng trước từ ngày 25 đến 27 tháng 9 sẽ có một phiếu mua hàng giảm giá, có cả tai nghe. Nếu chi cho khi trừ quà thì mức giá của nó là khoảng 6.5 triệu. Thì anh em thấy sao về cái chiếc máy này, có thể comment ở bên dưới nhé. Xin chào, hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.